lành rồi tự nhiên hôm nay mất phay. Nhưng ai đâu có ngờ mất phay chỉ trong phút giây. Hôm qua ai xem các chị em yêu nhau trên phay, đêm nay cho phay ra đi mất chẳng tự nhiên nó than buồn đau đâu ôi đau. Hôm qua hơn mình khôn không xem thì sao hôm nay mất phay. Ai coi chi bây giờ mất cái phay tự nhiên nó tức. Mới nhắm có một lần sao phay nó đi luôn. Giờ thì còn làm ăn chi nữa. Tại vì gieo đang vi phạm mà gửi tâm lương.